hồi nãy thầy có giải thích thì cái này chỉ lướt sơ lại xíu này, bắt đầu từ lớp số 1 này. Cái này nó bị cấn. Không, cái ghế này. Rồi mình nhắm cái góc độ rồi đúng không? Thì hồi nãy thầy nó là 1 cm này, bây giờ làm đúng 1 cm này. Đó. 1 cm. Thì khi 1 cm như vậy các bạn xuống, các bạn sẽ quan sát là đấy, cái độ tầng của nó sẽ lên và ở đây nó cũng không bị quá mỏng nhé. Không bị quá mỏng. Rồi chia đôi ra này. Chia đôi lớp số 1 này, lớp số 2 này. Đấy, mình trải qua này. Trải từ trong chân tóc, em mũi đầu nhẹ xuống. Chỉ khó là vì lý do là cái ghế nó bị chân trải từ 2 về 1 thôi. Các bạn trải làm sao nó phải căng cái chân tóc này nha. Xác định góc độ rồi đúng không? Xoay qua. Thì khi mình xoay ra là mình nhìn thấy sợi chuẩn đây rồi này. Đấy. Và cái chuẩn ở dưới. Rồi tiến hành cắt. Ở trên này nó giống là một cái tam giác vuông ở trên này ha. Rồi sau khi lớp số 2 rồi á, mình chia đôi cái số 2 ra. À, đến là anh số 3. Anh số 3. Rồi mình cũng trải từ trong chân tóc anh số 3 này qua này. Để chúng tôi thích làm cái tóc thiệt hơn. Nhìn này, mình nhìn cái góc độ nha. Các bạn đừng kéo về đây, cũng đừng kéo về đây nhá. Nhớ không? Kéo vuông góc. Kéo thẳng ra sau, vuông góc với lại cái kính mà khách hàng ngồi phía trước ấy. Ở đây á, mà mình đứng á, mình phải căng được cái phần. Các bạn này đâu check hàng không? À, check chưa? Okay. Rồi, đến số 3 xong rồi á, cái khâu này quan trọng là số 3 này. Đây anh số 4 này. Anh số 4 này. Anh số 5 này, anh số 4 đây này. Bài tròn. Kéo về số 3 nhá. Đấy, kéo về số 3 này. Nhớ này, trải này, cái chân tóc thấy nó rối không? Nhìn sát rồi thấy nó rối này. Đấy, phải trải từ trong chân tóc. Được chưa, tóc tóc kem của bạn là hầu như là sẽ thấy. Thế đúng rồi, thấy rất đoạn nhé. Rồi, tôi giữ cái này, tôi khóa lại luôn. Tôi kéo số 5 này, trải luôn. Tôi nhớ vị trí tôi kéo, tôi trải luôn. Vì cái sọ chỗ này nó bị cua này, cho nên mình kéo về luôn. Nếu mình không cắm check hàng, thầy yếu. Rồi. Cắt xong thầy yếu check. À, cắt xong check. Đừng có quan trọng việc chết quá, quan trọng là mình phải chuẩn đã. Rồi các bạn nhìn thấy cái góc vuông này. Ở đây á, lúc này là mình sẽ bấm bụi kéo này. Nghĩa là mình nâng lên, hồi đấy mình nâng lên bao nhiêu thì bây giờ là mình cũng sẽ gì? Nâng lên bao nhiêu độ? Bấy nhiêu độ, đúng rồi. Rồi các bạn sẽ quan sát cái việc cái tóc, cái độ bầu ở trên này, à độ đổ này, nó sẽ hơi có cái độ vuông nhẹ là cái tầng ở trên này. Đấy. Ha. Rồi tiếp theo xoay lại. Xoay lại. Mình sẽ lấy một nửa cái lớp số 1 đây nhé. Với lớp số 1 với lớp số 2. Cái bên kia hướng lượng ngược lại. Trải này, mình trải cái phần chân tóc ra này. Thì khi mình trải á thì mình cứ để tay bằng cái lượng như nào cũng được, mà sao nó dễ nhất. Sau khi trải nó căng rồi á, đấy, thì mình đứng thì mình bắt đầu mình chạy ngửa này, ngửa lên từ ngoài vào, từ ngoài vào. Cái này là mình cắt rồi đấy, bây giờ mình bắt đầu bắt số 2 vô này. Số 2 vô này thì khóa cái góc độ, mình nhắm cái góc độ nhé, thầy phải nhắm cái góc độ. Thầy phải đứng lên đứng xuống nó hơi khó cái việc mà án chừng ấy. Nhưng mà các bạn phải để ý đó. Đấy, có góc độ rồi đúng không? Lớp này đúng không? Cắt bằng. Cắt bằng chứ đừng cắt phạm nhé. Cắt bằng chứ đừng cắt phạm vào cái lớp ở dưới. Rồi. Mình cắt xong mình có thể trải qua. Chứ các bạn đừng lấy cái kẹp kẹp vô. Nó vừa mất thời gian mà nó không chuyên nghiệp nhé. Cái này là mình trải qua. Rồi. Đây lớp thứ mấy rồi? Lớp thứ ba. Đúng rồi, lớp thứ ba. Nhớ nha, tập trung cái lớp này. Khóa tay này. Khóa tay này. Khóa cái vị trí chỗ này này. Nếu mình đi ở phía sau thì vẫn giữ nó này. Thấy chưa? Để giữ cái nó để cho góc độ nó chuẩn. Rồi. Chạy. Thấy chưa? Thấy sợi chuẩn thấy chưa? Nè.
chạm một nửa, thứ ba lấy cái một nửa chuẩn thôi. Lớp thứ tư đúng không nào? Lớp thứ tư chỗ nào quan trọng hả? Cái nào quan trọng, cái nào mà sai cái nào cái kia ảnh hưởng hết nè. Thứ tư này tức là nó kéo phải khác với lại với tròn. Đúng rồi. Cứ kéo thẳng ra sau. Các cái ngọn nó phải nằm trên một mặt phẳng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà hình dung phía sau có một cái tấm gương cái mặt phẳng vậy đó thì mình kéo vào cái ngọn. Rồi mình giữ đó. Nằm trên đó là mình cứ hình dung phía trước nó có cái tấm gương. Mình cứ đâm thẳng vào cái tấm gương đó, được chưa? Tấm gương khách hàng ngồi ở phía trước ấy, đúng chưa? Cứ làm sao nó đâm vuông góc với tấm gương là chính xác. Rồi, sau đó ok ok. Mình luôn luôn tưởng tượng cái tấm gương phía trước nha, thầy không có nhưng mà thầy chỉ có tưởng tượng thôi. Đấy, thì khi mà mình kéo ra này thì các bạn sẽ thấy cái độ vuông. Mình sẽ check lại chút xíu, nếu mà nó chỉ dư một chút ha. Rồi sau khi check lại bắt đầu mình đi đo. Đo hai này coi. Kiểm tra này, đây là giữa này, mình sẽ lấy đối xứng này. Đấy, đối xứng mình đo này, check hai bên đều. Hai bên nó đều chưa? Thì khi mà đo này các bạn phải để cái ngọn này các bạn đo nha. Có nhiều bạn nó chơi giữ ngọn này đo, và có nhiều bạn này, để lên đo để chéo thẳng tự nhiên xuống, hiểu không? Rồi vậy là chúng ta đã xong được cái H1. Bây giờ đến cái phần H2. Đấy, các bạn sẽ thấy cái độ mềm ha, cái độ mềm của cái tóc layer. Đấy, rồi phần H2 này. Máy của Châu là có đầy đủ hết á, quý bạn nào muốn xem video. Đúng rồi, các bạn coi video lại thì các bạn lúc đó các bạn có thể quay cho nhìn đó. À, bây giờ mình sẽ có sợi chuẩn là của H1, đúng rồi. Cái góc độ nâng mình có thể nâng 90 cho đến 95 cũng được ha. Tránh tình trạng nhiều bạn nâng như vậy. Rồi khách lúc này á là mình phải điều chỉnh á, lấy giờ bắt người ta cúi á, chỉnh lại cho người ta theo một cái vuông góc tự nhiên nhất. Thế thì ở vuông ở đây á, các bạn lưu ý nha. Các bạn lưu ý nha. Nè, cái góc độ này là cái góc độ chuẩn khi mà mình đặt vô này. Thế thì các bạn nhìn cái H1, H2 nó khác nhau không? H1 nếu mà vuông góc của nó là góc độ khác. Nếu mà so với cái mặt phẳng của mặt đất ấy, nó khác nhau nha. Đúng không? Nhìn có vẻ nó hơi đổ xuống. Bởi vì sao? Cái đầu của mình ấy, nó hơi hõm vô. Cái khu vực ở trên này ấy, 90 nó lại khác nha. Đấy thì lưu ý cái góc độ đấy để mình thay đổi. Và mình hãy lấy cái trung bình cộng của tép tóc, của cái tép tóc mình lấy này để biết góc độ nào đâu. Trung bình cộng của tép tóc này ấy, là cái sợi ở giữa này nè. Tại vì sợi trên này 90 độ nó khác nha. Sợi 90 độ đây khác. Trung bình cộng của tép tóc nằm ở giữa. Ok. Rồi, sau khi cộng giữa làm chuẩn, ok. Cộng giữa làm chuẩn á, mình nâng lên. Nó sẽ không phải là 90 đâu. Trên một chút. Tổng trung bình của nó sẽ là 90, cho nên là mình không thể nào mà đòi sợi nào 90. Thế tổng trung bình của nó 90 rồi, bắt đầu mình nâng lên mình thấy sợi ở dưới này. Thấy chuẩn dưới chưa? Sợi dưới này. Đấy, chuẩn dưới này. Rồi cái tay của mình coi có chữ tay không? Nguyên tắc chữ tay. Đây không? À, cái này là chữ gì đó? Chữ T. T. Rồi. T. Đây T này. T vô này. T liền. Rồi T chưa? T. T nhưng mà lại bị gì? Nhìn quay đây, quay ở đây để thấy rõ hơn này. Có nghĩa là cái sợi chuẩn nó bị nằm ở trong này rồi. Thế mình cắt xong nó sẽ dài ra. Kéo quá đà. Thế nên mình không kéo vừa thôi. Kéo vừa này, nhìn này. Nhưng mà mặt lược này là mặt lược từ trong ra ngoài. Nè. Tép này tép chuẩn. Tép chuẩn không sao. Rồi bắt đầu này, cắt. Tiến hành cắt. Thấy chưa? Thì khi mà cắt xong rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái sợi nó sẽ bằng sợi dưới. Nó bằng sợi dưới nha, ok. Một số trường hợp ở đây tôi chỉ gợi ý thôi, là mình cắt cái phía dưới mà chẳng hạn nó mỏng quá thì mình có thể tạo một cái chuẩn cái này luôn. Để tạo một cái layer của vùng H2 luôn nha. Có nghĩa là nó sẽ phủ cái dưới. Đấy là cái gợi ý các bạn có thể lưu lại. Sau này là này chút xíu xuống đóng 20.000 nha. Rồi tiếp theo này. Phục nha. H1 này, H2 này. Đây, lớp số 2. Mặt trái. Ôi cô giáo gì nghiêm thế. Mặt trái này.
Cái từ ngoài vào trong. À, từ ngoài vào trong này. Mình vẫn lấy sợi chuẩn là gì? Sợi tép 1 và chuẩn tép, của cái tép 1 vừa cắt. Vừa cắt và tiến hành cắt. Đó. Cứ thế là trời thì sáng tới chiều. Rồi, tiếp theo là đến số 3. Số 3 này, số 3 thì đầu tiên mình phải nhắm góc độ trước này. Đấy, vừa thấy chuẩn ở dưới và chuẩn ở lớp. Tiến hành cắt. Rồi, chia ra. Đến số 4. À, chạy từ chân tóc. Chạy từ chân tóc. Rồi đến số 5. Rồi sau khi xong đó, thì mình sẽ check lại. Các bạn thấy không? Cái phần bụi này mình chỉ lấp nhẹ đi. Ok. Đó, đầu vuông này. Cái góc vuông này còn nhé. Đấy, cắt làm sao để nó còn cái góc vuông nữa là chuẩn. Rồi, tiếp theo. Mất góc vuông nó là xong phim đấy. Là sai. Rồi, đến số 2. Mất góc vuông là ra ô ván. Thực ra không có sai đúng mà mình cần luyện. Nghĩa là chỉ số báo hiệu là mình phải luyện thêm. Đấy. Và luyện càng nhiều càng tốt. À, các bạn trải mặt này, có nhiều bạn sẽ bị trải ngược nhé, trải ngoài này. Đó. Kết số 3. Đúng rồi, số 3. Ở đây á, thấy tôi luôn tưởng tượng đây là cái độ vuông ở cái kiếm phía trước, tôi nhắm được cái góc độ này nó chuẩn hay không. Có nhiều bạn sẽ trải như này. Nhưng mà cái chạm cuối của bạn là như này là đúng. À, ok. Yeah. Nha, quan trọng cái chạm cuối cùng ấy. Mình đừng có bắt cái nào phải chạy ở phía ngoài. Quan trọng cái chạm cuối cùng. Cái chạm cuối cùng. Để lát nữa tôi sẽ giải thích cái chạm cuối cùng một xíu. Năm về ba. Năm về ba. Bốn về ba. Năm về ba. Rồi mình sẽ giữ góc độ. Năm về ba luôn. Năm về ba. Rồi sau đó check lại. Bây giờ thì góc vuông còn nguyên ha. Rồi sau khi check lại ở bên trái thì mình sẽ đứng ở giữa, mình lấy cái tâm điểm ở giữa đối xứng hai bên để mình so lại cái nữa. Đấy, so hai bên này. Ok. Rồi lấy hai cái góc kiểm tra lại. Thấy chưa? Ok. Rồi sau khi chuẩn rồi mình trải xuống, mình quan sát cái, ngắm nghía cái. Phải đo hai cái góc nha các bạn, hai cái góc này. Hai cái góc hai bên này. Đấy. Nó liên kết qua hai bên đó nha. Rồi sau đó xong khi xong vùng H1, H2 thì bắt đầu đến H3, H4. Cái này có ai chưa hiểu không? Không. Em có tập hiểu rồi. Có thấy tay của nó này. Một phát là em thấy mà em nói giờ em biết. Tí nữa các bạn lấy cái này chép lại thành một cái video. Phải qua rồi quay lại. Máy của bạn Ngư. Ghép lại mình tua nhanh lên xíu rồi. Chứ để lâu anh chị. Không.
giờ mở lại là tái luôn là chạy luôn. Rồi chúng ta sẽ qua phần H3 và H4. Ủa, chưa có đeo cái đồng hồ ạ? Chưa. Cái đồng hồ này các bạn nắm được chưa? Có thầy. Thầy chỉ lại cho mà mấy thầy có chỉ kỹ lắm rồi. Xong rồi. À, kỹ rồi thì được rồi. Nói là mấy thầy chỉ chứ kỹ rồi. Không lan lắm, không đi được. Thì bây giờ nha, cái góc ở đây á, mình cứ tưởng tượng cái đồng hồ nó là cái trung tâm nè. Để cho nhanh nè. Okay. Cho vẽ thì nó sẽ ấy hơn. Ông qua Mỹ ông mở trường mà. Đây là cái tâm của đồng hồ. À, đây là cái kim 12 giờ này. Thì cái góc ở đây á, mình sẽ có cái quy tắc gì? Cái T thì khỏi nói ha, 12 giờ. Thì đối diện 12 giờ là 6 giờ. Thì ở trạng thái ở trên này mình luôn ở trên, xong đối diện của nó mình phải cắt trên và dưới 12 giờ 6 giờ. Cái thứ hai nữa là đối diện của 12 giờ thì đó là tạo ra một cái góc vuông. Tạo ra góc vuông nhé. Đấy, ở đây mình nói sơ cái bài tròn á, thì bài tròn nó có những góc khác, bởi vì khi mà các bạn bỏ xuống mà sẽ thấy này. Góc nó sẽ so le lại xuống này đúng không? Đấy, thì cái mặt trên của cái đồng hồ á thì ngoài cái góc vuông sau khi mình cắt rồi á thì có cái góc ở đây là góc khoảng 10 giờ 30. Góc của 9 giờ. Thực ra các bạn nhìn vào cái ô vuông thì các bạn thấy rất là dễ hiểu, đơn giản là cái góc xéo này. Một góc thẳng, góc xéo. Thấy không? Thấy hình vuông không? Góc xéo, thẳng góc. Tại sao lại sinh ra các góc mà như góc đồng hồ để làm gì nhỉ? Để các bạn làm bên này xong, các bạn bên kia các bạn đưa đúng góc độ. Đưa đúng góc độ, đúng cái số giờ. Thì hai bên nó sẽ tuyệt đối bằng nhau. À, một cái tư duy cực kỳ cơ bản. Và hầu như rất nhiều các thợ tóc bị vướng vào cái việc là cắt hai bên không đẹp. Ở phía sau tập trung rất là nhiều nhưng qua hai bên thì bên dài cũng ngắn. Câu chuyện là khách hàng họ sẽ thấy là hai bên họ cực kỳ để ý và cực kỳ đẩy. Phía sau họ thấy. Nhưng mà hai bên họ thấy không đều thì họ suy ra là tóc thì hư. Nhưng mà thực ra anh cắt, mấy anh cắt rất là kỹ. Thấy không? Chia các lớp này, tranh cắt rất là kỹ, cắt miệt mài luôn. Nhưng mà bị một cái là hầu như là đa phần, như mình không nói tất cả, rất là nhiều bạn là bị vướng cái việc đó. Thế là mình xin ra cái này để giải quyết cái bài toán cắt một cái là đều nhau luôn. Các bạn sẽ quan sát thấy. Còn chỉ tôi chạy vùng đo, mà chỉ như các bạn phải đo, cắt nhiều. Rồi, đầu tiên mình sẽ nâng lên cái góc 12 giờ. Mình sẽ lấy một cái góc ở đây, chuẩn. Cái lai. Lấy cái lai này chưa? Lấy chuẩn cái góc này nha. Bài hôm nay giảng đến cái này mà mình kêu không hiểu nó là thua luôn ấy. Thì khi mà kéo thẳng góc 12 giờ thì các bạn thấy sai chuẩn đấy chưa? Ok. Rồi. Trong bài thì các bạn có thể để cao lên, các bạn tập luyện các bạn để cắt. Mà nếu mà trường hợp nó bị cao quá thì các bạn có thể bỏ xuống. Các bạn để thấp xuống cũng được. Đấy. Rồi hiểu cái 12 giờ thì cái góc độ này là góc bao nhiêu? 180 độ, chính xác. Thế thì bây giờ nha, mình hiểu được cái giờ rồi. Bây giờ đến góc độ này. Thế 90 độ nó nằm ở đâu? Trung bình cộng là trung bình cộng của cái tép tóc. Vậy thì trung bình cộng của cả cái khu vực này nó nằm ở giữa. Ok, thì 90 độ nó sẽ nằm đây. Đúng như này. Thế thì 90 độ nếu mà layer mình cắt 90 thì cái tóc nó cực mỏng. Lưu ý khi nào cực mỏng và có nguy cơ là nó sẽ cắt hột chúng vô cái sợi tròn dưới. Thế thì hầu như là mình hạn chế dùng cái tóc ngắn nhé. Tóc ngắn thì mình sẽ cắt, tóc dài là thường là các bạn sẽ cắt 180 độ và 135 độ. Hỏi góc độ 135 độ ở đâu? Anh này 90, anh này 108, để đến nằm ở giữa, chính xác, đúng rồi, giữa hai đó. À, mình ăn chừng 90 108 nằm giữa. Thì đây là cái góc độ 135 và các bạn có thể làm luôn. Đấy, khi nào làm, bởi vì khi nào mình thấy cái tóc mình nó quá dày mình có thể kết hợp 135. Và 135 độ này lưu ý là các bạn sẽ có thể cắt đi khoảng này, nó có, thực ra nó có cái sợi chuẩn ấy, nhưng mà mình sẽ ăn chừng là cứ 2 cm cho tôi dễ nhớ. 2 cm cho dễ nhớ. Nếu các bạn muốn mỏng thì các bạn sẽ có thể cắt thêm. Và đặc biệt khi các bạn cắt ấy, đến cái khúc này rồi ấy, các bạn hãy tập coi tính cắt. Cắt bằng cũng được nhưng mà nên coi tính cắt qua layer được rồi nha. Rồi bỏ xuống này, mình chưa cắt cái phần dưới nha.
hoặc xuống nó đang tạo mềm cái so ben thôi. So ben mềm rất là đẹp. Nhưng ở đây là đang cái so ben của cái tóc dài nhé. Rồi cho khách nghiêng đầu nhẹ xíu. Lúc này là các bạn đã học one len rồi. Kết nối nền. Thế thì one len là mình sẽ lấy ra cái chuẩn ở phía sau này luôn, đúng không? Chải này và vuông góc theo cái điều theo cái bài one len. Rồi vuông góc theo one len và mình sẽ có cái chuẩn ở phía sau luôn. Nhìn thấy chưa? Không có cắt bằng nó, cái này cắt ra one len rồi mình sẽ cắt so len xéo một cái đường chéo này. À, cái hình vuông có đường chéo đây thì mình cũng để không xong cái đường chéo như vậy luôn. Thế thì các bạn sẽ thấy được cái kết quả là cái tóc ở đây là thầy đang cắt một cái tóc cho nó mỏng nha, không phải là phong dày, mình học layer mà, đúng không? Rồi hồi tóc vuông thì thầy chỉ cần bấm chỗ này thôi. Còn nếu như các bạn cắt tròn á thì các bạn sẽ lưu ý là các bạn phải cắt thêm các lớp là ở đây nữa. 90 độ. 90. 45. 135. Hai dòng xuống. Thế thì cắt ở đâu là đúng? Cái này đang giải thích cho cái tròn nha. Thầy giải thích thêm á. Tức là chúng ta muốn phía trước nó hơi vạt vạt tròn tròn, đúng chưa? Đây các bạn thấy cái sợi này không, sợi ngắn nhất không? Mình không cắt bằng sợi ngắn nhất. Cắt ngắn nhất thì nó sẽ ra mất đi, mình cứ cắt cái góc ở 1/2 này. Đấy nhá, từ đây đến đây là mình sẽ lấy cái chuẩn 1/2 đây này. Kéo ở đây là cắt cái góc này đi. Hiểu chưa? Đấy. Rồi, cái hình ở trên thì có cái bóng ở dưới. Hồi nãy là 10 giờ thì đối diện của 10 giờ ở dưới là cái gì? 7 giờ. Đúng rồi, 7 giờ, khoảng 7 giờ đó, 7 giờ 30. Thì mình cũng sẽ cắt ở cái 1/2 lên. Các bạn hiểu không? Thì tự nhiên nó ra nguyên cái phong tròn luôn. Nhớ chưa? Nhớ điều này chưa? Đấy là áp dụng cho nó là tròn. Đây là tròn nhé. Ok. Còn vuông thì mình sẽ tuân thủ để nó tạo ra những cái dáng nó vuông vuông dưới này. Đấy thì mình chỉ cần đưa thẳng góc này thôi. Rồi. Đây là xong cái lớp của phía H3 để dùng H4. Rồi thì qua cái H4 này thì các bạn đã nhớ. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ cái hồi nãy chưa? Đấy là khách này bắt đầu có xu hướng là họ múa xuống nha, họ qua điểm họ múa xuống nha. Nên mình phải kéo họ lại. Rồi đang xe qua đấy. Rồi đang xe qua đây. Mình lấy cái gối mình kê cái cầm cho khách cho nó đỡ mỏi. Không có một anh nào đứng trước thì chắc chắn là họ xuống được. Rồi, mình sẽ nâng 180, lưu ý. Anh này muốn nâng cổ. Đi vào đầu khách họ nghiêng quá. Anh mặc áo xong. Rồi sợi chuẩn ở đây đúng không? Ngay ở góc này. Thẳng lên này. Thẳng lên này. Thấy chưa? Thấy sợi chuẩn chưa? Rồi tiến hành cắt. Thấy chuẩn mới cắt nha. Đúng không? Đừng có nghi nghi xong rồi cắt luôn nha. Mời các bạn đến VBH học nha. Thiếu dạy kỹ lắm đó. Chúng ở chỉ các bạn có thể lo anh là American này từ Canada mà về học các bạn lo này quay nó sát sát ở đây không, không cần quay mặt thầy đâu đấy các bạn nhìn này thử nha cái này nó đang cái hai bên này nó không cần nhìn luôn thấy sao lo coi xem nó có đều hay không kiểm tra hai bên này. Ở đây có vẻ nó đang dài hơn. Phải là dài hơn chút. Phải đang dài hơn, đúng không? Do mình chưa có chỉnh mà. Chưa có chất là quanh đây mà. Chưa có chất nhưng mà thường nó sẽ nằm ở đây để kiểm tra lại. Để đứng lại. Bởi vì hồi nãy có cái câu là cái câu này nó hơi cúi á. Mà thầy đứng ở đây góc này thầy không nhìn thấy. Thế mình phải đứng thẳng ra, quan sát lại. À, chính xác luôn. Thấy chưa? Đấy này. Tôi xoay lại cho các anh chị thấy là cái mặt chuẩn này. Tức là câu này cố cúi cho nên là cái góc độ nó bị chúi. Đó, cho nên là mình sẽ cắt lên xí.
Cái này các bạn có thể cắt luôn ở dưới này, các bạn so được hoặc so luôn chưa? Rồi bây giờ này 12 giờ thì cũng 6 giờ. Cho cô đứng nghiêm một chút. Đúng rồi. Đúng rồi, hơi nghiêng nhẹ được. Cô nghiêng nhẹ được không? Hơi nghiêng nhẹ để chạm bàn tay. Rồi các bạn thấy cái dây chuẩn ở phía sau chưa? Thấy chưa? Chuẩn ở phía sau này. Em bớt cái gì cô được. Cái hồi nãy cái góc độ bên kia mình nâng bao nhiêu thì bây giờ mình nâng bấy nhiêu nhá. Mình cũng để ép sát xuống rồi mình có cái độ xéo á. Đấy, mình kéo cái độ xéo này. Cái độ xéo này thầy để từ từ. Lý do sao từ từ mình đi đo đấy. Đúng không? Bởi vì mình cắt lỗ qua bên kia mình lại phải cắt bên kia. Nên bên này mình cắt S1 thôi. Rồi bây giờ cho cô ấy. Đo này không tin. À, hơi thấp. Bắt đầu lại đi. Từ đi với chú dâu nữa. Kéo thẳng lên trời. Thì mình sẽ lấy cái phần trên chứ mình không lấy cái phần dưới nha. Lấy cái phần dưới nha. Bên này đang dài hơn đúng không? Thì bắt đầu thứ nhất là mình sẽ cho cái độ nghiêng, thứ hai nữa là ngồi bắt chéo chân đúng không? Đấy, và bắt chéo chân cũng là vấn đề nhé. Ngồi thẳng lên xíu. Tức là các bạn thấy trước khi lên cái móng ngựa là check rất là kỹ đúng không? Mà nó lệch cái hai bên. Tại vì khi mà hai bên của mình mà nó không chuẩn á, thì bắt đầu là cái phía sau ở đây á, là cái bên trái này nó đang có cái dấu hiệu nó hơi ngắn hơn xíu đấy, thì cái độ nghiêng của mình á, mình cho nghiêng không nhiều, bây giờ bắt đầu mình chỉnh nghiêng lên xíu này, nghiêng lên xíu này. Hồi nãy nhà bên kia mình đang làm cái này đúng không? Bây giờ mình sẽ để cái đường trải song song với cái đường chia xéo của vuông á. Rồi mình lấy theo sự chọn này. Tóc thẳng băng luôn. Tóc mới duỗi. Thiếu cái gì các bạn nhớ không? Ở đây có nhớ không? Là 135 độ. Đúng không? Mà đấy 135 độ mình có cắt không? Đấy là lý do mà lấy giờ mình đo mình cảm giác cái này nó dài hơn. Đúng không? Đúng không? Rồi, hồi nãy 180 xong rồi bây giờ đến 135 độ. Cắt đi mấy cm? 2 cm. Các bạn xem thấy cái độ mềm. Rồi bây giờ kiểm tra đo lại. Đây là tất cả không, mình không phải thiếu cái nào được nha. Thấy chưa? Thấy độ đều chưa? Tiếp tóc hả? Hai năm trời. Các bạn massage chân không? Rồi sau khi mà cắt xong cái vùng H3, H4 rồi thì bắt đầu là mình sẽ đến cái phần mà phần trên thẳng lại. Thẳng quá là lát nó phải kẹp cho mới thấy được cái hiệu ứng của cái layer nó đẹp.
À, trong cái tóc layer có cái phần chải, các bạn có thể là kết hợp chải ra phía trước, kiểm tra lại nha, chải đều ra xong rồi mình bấm sơ bấm kéo này, chải hết ra này, bấm sơ lại. Phần này là chỉ check lại thôi chứ không thêm rất nhiều. Các bạn thấy cắt một cái tóc trên mẫu thật, thấy không? Check tới check lui, cách rất là cần cù tỉ mỉ ha. Rồi sau đó đến vùng H3, H4 nước đã dày hơn. Sau vùng H3, H4 đến H5. Rồi tới vùng H5 ha. Đây các bạn cần phải tập trung chút xíu để lát nó nhớ bài. Rồi cái phần móng ngựa thì chúng ta sẽ chia các hình móng ngựa này. Thì các bạn sẽ thấy cái khu vực hình móng ngựa ở đây nhé. Thì bây giờ mình sẽ chia cái vùng này gọi là cái vùng mà vầng trăng khuyết á. Đấy là cái vùng hơi tròn nhẹ ở phía sau này. Thì cái vùng này nó sẽ là cái vùng giao điểm để kết nối giữa phần sau với cái vùng móng ngựa. À, và đặc biệt ở cái vùng này thì các bạn cần phải lưu ý một số những cái điểm để kết nối, hoặc là mình đã quyết định cái tóc nó tầng nhiều hay tầng ít, nó rất là quan trọng cái vùng này ha. Sau cái vùng này thì đến cái vùng gai lai này, cái gai lai giữa này là cực kỳ quan trọng nha, để quyết định nó là vuông hay là tròn đấy. Rồi chúng ta sẽ chia ra 1/3 phía sau, 2/3 phía trước. Chúng ta sẽ cắt trước 1/3 phía sau ha. Rồi 1/3 phía sau mình sẽ làm trước, mình chỉ cần chia thành 3 phần. Có nghĩa là khi các bạn để ý mình sẽ càng lên trên là mình sẽ càng đơn giản, thay vì mình chia nhỏ nhỏ nhỏ. À, thì ở cái trường phái của mình là lên trên mình sẽ đơn giản. Thì hồi nãy giờ các bạn để song song mặt đất đúng không? Thì bây giờ này các bạn sẽ cũng sẽ để song song mặt đất, kéo ra mặt sau kết nối với mình trước ha. À, cái này là kéo song song với mặt đất nha. Song song mặt đất. Thế thì song song mặt đất, song song các bạn bỏ xuống. Các bạn quan sát thử cái tóc của mình ý, cái độ tầng nó như thế nào. Hơi dày. Nó hơi dày. Và nó xu hướng nó 1/2 thì cũng tương đối này. Nhưng mà có những cái tóc này nó dài đến đây luôn. Thế thì khi mà các bạn nâng như vậy, các bạn cắt cái chuyện gì xảy ra phải không? Tầng nó ít. Cái tầng nó rất là ít ở dưới cái này. Nó không có được cái độ layer. Nâng lên cao nữa. Đúng rồi. Vậy thì mình sẽ quyết định nâng lên cái điểm thứ hai. Các bạn lưu ý là thẳng góc với chính nó 90 độ so với giai đoạn. 90 độ so với da đầu. Và lúc này các bạn sẽ cắt theo sợi chuẩn ở cái góc đầu ngón tay. Các bạn thấy là nó sẽ cái tóc nó ngắn đi khúc không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi mình cảm thấy là cái tóc này layer chưa đủ, nếu tóc dài quá thì các bạn thậm chí các bạn nâng lên 180 độ luôn. Wow. Tưởng tượng nếu mà tôi cắt bằng cái dưới thì chuyện gì xảy ra? Tức là dài ngắn cho mình, ok chưa? Có nghĩa là cái vùng này nó sẽ rất là ngắn, này bỏ xuống ngắn xuống ngắn quá, ngắn quá. Hãy tưởng tượng nha, mình luôn luôn tưởng tượng là mình cắt xong rồi, chuyện gì xảy ra, bỏ xuống đo này. Trời ơi, nó tầm lên đến trên này luôn. Nhớ nha, ở cái điểm gai lai này là các bạn phải tính toán nha, không có một công thức gì chuẩn hết á, lúc này phải tính toán. Đồng ý không nào? Thì theo độ dài của tóc. Đúng rồi. Thì với độ dài này thì thầy đang cho các bạn một cái gợi ý là mình sẽ cắt gì, à nó hơi dài xíu, thì lúc đó là mình sẽ có góc độ là vuông góc, nhưng mà là vuông góc với mặt đất này, song song mặt đất. À, rồi điểm thứ hai là cái bài vuông mình vẫn trải vô phía sau, từ ngoài vô đó, lấy cái chuẩn ở giữa, thấy chưa nào? Cũng song song mặt đất luôn. Đúng rồi. Tại vì lúc này mình đang tính là cho cái độ giữ độ dài ha. Đấy. Cái độ tầng nó tương đối dài. Và đơn giản hóa bằng cái việc là mình trả cho bà phát xong bà lớp à. Ngoài này thì thầy cho mọi cắt cái này mà bên tiên kết thì có đẹp không thầy, hay là cái kiểu này hả? Bên tiên kết thầy đang quay kim nữa này, bôi tiên kết là được, bôi tiên kết ok, đang bị đơ. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại là mình không thấy được cái độ gì vuông vuông nè, đúng không? Vẫn tuân thủ được cái độ vuông chứ. Đồng ý không? Đấy. Tuy nhiên thầy nhắc lại nhé, khi
Khi mà các bạn càng nâng lên á, thì cái độ vuông nó sẽ, cái độ vuông tròn nó sẽ giảm đi. Nhưng mà phía sau không quan trọng, quan trọng là hai bên là các bạn làm chuẩn cái vuông để tạo hiệu ứng, cái tóc nó sẽ đổ. Đổ để làm gì? Thời dài hay để nó phù hợp cho cái khung mặt mà mình đã tính toán vuông hay tròn ha. Ok. Thì bây giờ xong cái phía sau này rồi, chuyển qua cái hai bên này, cái hai bên này là cái cực kỳ à, cái chân đỉnh hát năng là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là cái điểm highlight nha, lưu ý này. Thì trong hình có cái vẽ rất là rõ nha, cái này ở giữa. Trong hình ghi rất là rõ luôn. Lấy một đường highlight ở giữa. Rồi chúng ta sẽ quyết định độ dài của cái gai. Các bạn xoáy lại này, các bạn quấn lại để cho nó gọn cái tóc này. Thấy xoáy chưa? Thấy xoáy chưa? Để luyện cái xoáy nó nhiều, nó chuyên nghiệp nhé. Để nó gọn gàng cái tóc lại này. Sau đó để quyết định cái gai lai này. Thế thì bây giờ quyết định gai lai như thế nào cho nó đúng đây. Ôi cái tóc này dài này, cắt layer này rất là đẹp nha. Không hiểu sao cô này có để tóc dài luôn. Wow. Cái này trường hợp lạ. Rồi bây giờ cắt đến đâu này? Thế bây giờ mình xác định cắt đến đâu? Mình cắt đến đâu này? Mục tiêu của mình ấy, ví dụ như trong cái hình, trong cái hình này thì các bạn sẽ thấy ấy, nó đâu đó dài hơn cầm khoảng 5 cm, 3 đến 5 cm. Ví dụ các bạn cắt 5 cm đi, 3 cm đi. Đây 3 cm, nhìn nha, nhìn nha, 3 cm với cầm thì tính ở đâu? Nhớ này, cái H3, H4 mình cắt rồi mình để gọn lại này. Mình đang nói về cái vùng gì? Cái vùng H5 và cái gai lai nhé. Mình sẽ lấy trung bình cộng của cái tép tóc. Nhớ nha, trung bình cộng của tép tóc là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Các bạn lưu ý sau này. Nó sẽ nằm ở đâu này? Cái này cắt theo ý khách hàng nha. Không, theo cái theo cái hình, theo cái hình mình đã thống nhất với khách hàng ấy. Theo cái hình. Vì thầy đang nói là thống nhất ở đây là mình sẽ có cái bài thống nhất là cách khoảng 3 đến 5 cm. Nè đó, thử ở đây từ căm này đấy, cái điểm căm này xuống, cái này vẫn 5 cm đấy à. Ok chưa? Thì mình có gai lai chuẩn này rồi, bắt đầu mình lại nâng lên, bắt đầu mình cắt này, cắt cái gai lai này. Lưu ý gai lai này các bạn có thể cắt ít một, nhưng mà vì nó rất là quan trọng cho nên là các bạn lưu ý nha. Rồi mình sẽ đặt cái chuẩn của nó, cái độ vuông của nó này ở giữa này, kéo thẳng lên này. Cái vuông ở đây là mình đang tính theo khu vực của cả cái H5 nhé. Đó, có hai dạng vuông, có một số người sẽ định nghĩa là vuông theo chiều mặt đất. Nó không có sai. Nhưng mà để phù hợp với khuôn mặt nhất thì mình tính vuông của cái khu vực mình cắt. Thế thì nói soi da đầu. Vuông theo da đầu. So với da đầu. Da đầu thì đúng nhất. Nó phù hợp hơn. Nè. Thì các bạn thấy giờ chuẩn mình lấy mình đo không? À, rồi tiến hành cắt. Rồi sau đó mình thả cái nước xuống, mình kiểm tra cho nó kỹ này. Thì chuyện gì xảy ra đây này? Thì các bạn sẽ thấy này, có phải nó đổ, nó chúi xuống không? Và nếu các bạn so đây cái sợi này thì nó rất là dài. Thế mình chỉ cần so đây cái ở giữa hồi đấy mình đã thống nhất, nhớ nha. Đấy thì nó ra được cái chuẩn này rồi. Và đây là cái điểm mà nó làm cho khuôn mặt. Ok. Rồi khi mà có cái gai lai rồi à, các bạn có cái gai lai, đặc biệt gai lai này các bạn có thể ngắm nghía chuẩn. Sau khi gai lai mình làm xong rồi á, thì các bạn có thể là cắt cho nó nhanh lên. Rồi nhìn vào trong cái hình, nhìn vào trong cái hình, mình sẽ bắt đầu cắt từ số 1, số 2, số 3, số 4. Mình có cái chuẩn này rồi đúng không? Thì cái việc rất là dễ này, các bạn lấy nguyên cái gai lai này. Lấy nguyên cái gai lai này. Chia giống như ô vuông vậy đó. Thì làm 4, làm 4 cô. Đấy, 1, 2, 3, 4. Rồi, lưu ý là cái bài vuông á, thì cái mặt trải của mình á, là mình phải trải sao? Từ phía sau ra, à từ trước ra sau. Mình để ở giữa này, mình để cái chùm tóc ở giữa này, mình trải sau ra. Đấy, lúc này thì cái vuông nó là vậy. Nếu như các bạn để tròn thì các bạn sẽ để theo chiều khung của da đầu nhé. Khung của da đầu sẽ để như này. Còn vuông thì mình để kéo thẳng lên. Kéo thẳng lên. Ok. Rồi tiến hành cắt.
Rồi cái này mình xong rồi thì bây giờ đến mình đã có cái ngay này rồi, mình không cần phải bắt chung nó. Lúc nào ra lúc đó. Thế nó còn gàn đơn giản không? Thấy chưa? Thấy cái chuẩn chưa? Và sau khi cắt xong á thì mình nên chất lại chút xíu, lát nữa mình chất lại hoặc là mình lại kiểm tra liền để kết nối cái khung giữa này. Đấy, cái này nó tương đối dài nhưng mà mình đang cắt cho các bạn hơi dài để lại kiểm tra lại cái tầng này hơi dài. Chúng ta quay lại. Thấy chưa? Thầy nghĩ là lên cắt thêm 2-3 cm cho nó đẹp. Cắt dài thì có thể cắt ngắn được, còn cắt ngắn là đi đảo, được chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn này, tại vì nó dài nó không nghe đâu cái bài này, nó dài quá nó không tạo thấy cái độ layer, không nhìn thấy luôn. Cái bài tròn thì mình lấy cái hát hai mà mình đụng vào cái bài này thì mình phải cắt cái layer gì đó, tự lấy cái tem gì đó. Cái này người ta gọi là không liên kết, cắt theo hoặc là mục tiêu. Thực ra còn cái bài kia là cái vùng H5 này chứ. Các bạn lưu ý này, cái vùng H5 này nó là cái vùng để thay đổi khung mặt. Nếu các bạn liên kết tưởng tượng cái tóc dài đây thì các bạn có thay đổi được gì không? Cái mục tiêu của nó là cái guideline này, cái guideline nó tạo ra cái điểm đẹp của khung mặt. Thành ra là hãy cứ tập trung vào nó, đừng quan tâm những cái gì xung quanh, hiểu không? Nhớ nha, H5 đó là thay đổi của quay H2 đi ha. Đúng rồi. Ví dụ như đối với cái tóc ngắn mà liên kết thì nó ngắn quá, mà đối với cái tóc dài mà liên kết thì nó lại dài quá, đúng chưa? Cho nên chúng ta cắt mục tiêu chúng ta muốn ha. Rồi, cái line này mình sẽ chia ra. Sau đó mình lại bắt chung cái hai bên. Thế khi mà thầy sẵn như vậy thì lấy lên nó rất là dễ đúng không? Các lớp các vùng nó rất là đơn giản nha các bạn. Yeah. Chiều nay các bạn phải luyện cho bằng được cái xoắn nha. Cái xoắn này đơn giản rồi. Tóc kia xoắn không nổi. À, cái tóc ni lông không cắt được. Ni lông không xoắn nổi. Tóc ni lông không xoắn nổi. Xoắn hết, tại do không xịt nước á. Lấy cái ni lông khó thấy. Không có chị lớp con này, chị lấy dây thun cái cổ này. Thay vì sáng cái dây thun lúc chắc ăn. Rồi bây giờ nè, khi xong rồi ấy, bắt đầu đến khâu mình check lại nhé. Mình sẽ lấy hai bên này mình kiểm tra kết nối nhé mà. Mình kéo về cái vị trí. Có nghĩa là các bạn lưu ý ở cái hình vuông này này, các bạn túm lại hết. Các bạn kiểm tra kết nối rồi nó đã kết nối chưa, nó có dư sợi nào không? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là khi bạn cầm đến đây rồi, các bạn tấm chung với cái vùng H3, H4 này. Kết nối. Rồi lúc này kiểm tra rồi check lại. Check lại. Kết nối xương xương. Kết nối xương xương thôi, nếu mà nó cách nhau nhiều quá không cần. Ví dụ như thầy đang trả hôm qua này. À, thầy thấy nó có một cái góc này không? Đúng không? Có xíu cái góc này thôi, mở cái góc này đi. Nhưng mà khi mà mình bấm sơ này đi á, thì các bạn lưu ý là mình đang cắt vuông, cho nên mình kéo đúng vào cái vị trí ở ngay phía tai. Thế các bạn đừng chạy phía trước, các bạn chạy phía trước nó sẽ ra khỏi. Rồi, kết nối. Còn nếu như trường hợp bài tròn nhá, thì các bạn cứ từ trước sau này các bạn vua lên luôn nhé. Còn bài vua thì đơn giản thôi. Kéo thẳng cái chiều mà kết nối là cái chiều gì này, để thích lại này. Đây là hốc su, đây là H3, H4. Thì mình sẽ lấy cái vùng tiếp giáp giữa hốc su và H3, H4 ha, thì để làm cái tiêu điểm chuẩn để kết nối. Thì khi mà mình chạy ra mình sẽ thấy cái điểm nó ở đây nè. Đấy. À, mình bấm sơ đi. Rồi xong.
cái vùng máy này thì xử lý máy. Thôi sẽ xử lý sơ cái máy. Xử lý máy. Thứ nhất là mình chải cái phần máy này ha, các bạn sẽ lấy cái hình hình tam giác hoặc là hình vuông, có nghĩa là cái móng ngựa mình sẽ chia 1/3 chải xuống, rồi kết hợp với một phần cái bát này, nhớ này, cái bát này tôi lấy rất là nhỏ này, nhìn này, nhớ thôi. Nhiều bạn lấy bằng này nó nhiều quá nha, xong rồi lại đi tỉa nha. Rồi vén nó vô. Thấy chưa? Không cần tỉa. Cái bát rồi, cái phần mái này mình sẽ canh theo cái mái cũ. Nhưng mà cái tiêu điểm là tính từ cái đầu mũi đi xuống đi. Vì cái tóc này đang ngắn rồi. Thế thì mình sẽ cắt như thế nào? Mình ngân song song, song song mặt đất cũng được. Xong xong mặt đất này. Rồi để tay nó hơi xéo. Tại vì mình đang muốn nó có độ đổ nhẹ. Hoặc là cắt mũi kéo. Lần thứ nhất. Lần thứ hai, mình đâm thẳng góc với chính nó. Thẳng góc chính nó ở đâu? Vuông góc sau đầu. Vuông góc với da đầu. À, cắt đi khoảng 1-2 cm. Lần thứ ba là thẳng góc với mặt đất. Mềm nó sẽ ra cái thấy không, thấy hiệu ứng cái máy chưa, bằng cái là cắt xéo xuống mềm lắm nên mình sẽ tạo thành cái máy layer đó các bạn. Rồi sau khi cắt xong cái máy lấy cái phần bát này cắt với cái điểm chuẩn của cái phía của cái máy cộng với mình nắm ở ngay cái chỗ cầm này, thấy không, vị trí ngay cái cầm này. So le chưa, nếu mà chưa được so le thì mình sẽ vuốt nhẹ, chút nhẹ, chút nhẹ. Đơn giản không? Nè, phát làm ra phát đó luôn chứ tránh thì chàng còn ngồi những cái bào đéo quá nhiều chi. Ok, rồi qua bên này. Bên này là mình lấy bên kia mình chuẩn hết. Đúng rồi, cái góc bên kia mình chuẩn đây. Các bạn có thể chiếu sát luôn. Trả xuống. Các bạn lưu ý nha, mình không có trả cái đường á từ đây xuống luôn, có nhiều người chạy thẳng xuống đây luôn này. Như vậy á thì cái chỗ khu vực này nó quá nhiều, không phải nhiều mà khách hàng khi người ta cột tóc này nó nguyên cái lằn này không đẹp, cho nên là cái chỗ này á mình sẽ tuân thủ và cái tóc tự nhiên ở đây này đấy, mình chỉ bắt đến đây nha, sẽ một chiếc trước vào này đó đấy, lấy một xíu quá này nó hơi nhiều quá, mình phải bớt lại. Nghĩa là mình sẽ bắt cái chiều á, nó xu hướng nó nhìn nó như có vẻ như hình vuông á, có thể nó hơi tam giác cũng được. Còn cái câu chuyện sau này mình sẽ làm những cái máy nhỏ thì mình sẽ bàn cái tam giác sau. Còn ở đây là thầy đang tạo cho các bạn một cái máy bay ấy. Cái vùng này các bạn ấy mà các bạn bắt nó tam giác quá thì nó hơi khó bay. Hả? Rồi hồi nãy mình làm sao? Ba nhớ không? Thì là nâng xong xong đất. Rồi xong xong này, nó sẽ chuẩn bên này. Rồi xong rồi vuông gốc ra đầu. Nó sẽ chuẩn bên này. Thấy chưa? Hơi nghiêng nhẹ này. Rồi vuông góc da đầu. Rồi đến cái phần vuông góc với da đầu. Cắt đi bao nhiêu? 2 cm. 1-2 cm. Rồi sao nữa? 180 độ. 180 độ. 1 cm. Rồi bỏ xuống này. Kết nối với này mà cái tóc trước bàn tay rồi chú cái tóc trước bàn tay trong rồi chú rồi đang nếu mình sấy không thấy cái ống cuốn nhẹ nha, máy vào tay rồi thì quá thì
Rồi kiểm tra trước cái hai bên này nó đều chưa, cái này nó đang dài hơn thì mình nè, vuốt mà xí nữa, vuốt xí nữa, rồi nào, rồi lại nào, bây giờ cười lại cái nào. Rồi cái hình vuông ở đây các bạn lưu ý nhá, thực ra sấy khô mình kiểm tra mình check lại, mình có thể tấm lại cái hình vuông á, lý do là cái hình vuông của mình bắt gì dày đúng không, thế thì mình sẽ bắt chung lại á, mình hình vuông thì nó có mấy cạnh, 2, 3 và 4, mình có thể mình để theo các cạnh đó mình kiểm tra đi theo 4 cạnh để cho nằm bên mặt phẳng à, đúng rồi cái mặt phẳng của chính nó. Là mình check này, cái này khô mình kiểm tra. Ở đây mặt phẳng nữa đúng không? Kéo lên. Có dư thì bấm dư. Lý do là mình bắt cái này là mình bắt dày mà mình cắt rất là nhanh, cho nên là mình cũng phải có kỹ ở cái khâu check lại một xíu. Được không? Rồi. Rồi bây giờ mình sấy khô đi, sấy khô đi để mình sẽ có cái phần gọi là cá nhân hóa. Mình cắt xong như này gọi là cái form rồi, thì cái phần cá nhân hóa mình kiểm tra lại cái nữa thì hướng dẫn các bạn cho nó xong. Bây giờ các bạn cắt theo bài mình cho nó chuẩn đi, thì lát nữa khô xong nó thầy sẽ check lại, thì hướng dẫn bạn thêm phần cắt xong. Rồi lấy đầu mano canh cho thầy Hiếu một tràng vỗ tay.